nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu.
rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ.
về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô ngõ hoa núi dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sâu. Có tầm mến thương dâu, có chiều vẫn vương cao. Và đào tơ thơm ngát ngát hương trình bàn đầu. Đường về thôn anh con sao ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bông lúa. Nhà em mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, đã nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà hồi mùa lên tiếng ca gộp tây cần lao. Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội pha ta còn vui trời quê bát ngát xe trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Luôn đồng mái xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu. Về thôn anh con sao ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bông lúa. Nhà em mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà hồi mùa lên tiếng ca gộp tây cần lao. Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát xe trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Luôn đồng mái xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Luôn đồng mái xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên. Về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô ngõ hoa núi dài.
một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng xanh nhà em. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các quý ông bạn bè, lang thang nữ cũng từ nhà bốn họ, hai đứa gia đình kính mến, cộng mến, yêu quý ạ. Vâng ạ, đủ lắm hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Rất tuyệt vời, chú rể Kim Liếu cùng sánh riêng cô dâu Huyền Trang. Họ là cặp đôi trai tài gái sắc, cặp đôi hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất. Chính hai người họ đã viết lên một câu chuyện tình thật đẹp, trong đó có sự yêu thương, sự sẻ chia họ đã dành cho nhau. Chính vì điều đó, các bạn tìm đến đi ra hai họ, hai bên gia đình có tổ chức đại lễ ăn hỏi để chúng ta cùng chung vui và chúc mừng. Và lúc này xin mời quý vị ăn trầu uống nước, thưởng thức bánh kẹo và chứng kiến đại lễ ăn hỏi chúc mừng hai bạn trẻ. Xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng chào đón diện diện của quý vị đang có mặt tại trung tâm lễ cưới nhà gái để tham dự đại lễ ăn hỏi chúc mừng hai bạn trẻ Kim Hiếu và Huyền Trang trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Minh Hương tôi xin phép thay mặt ban tổ chức, thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể, xin gửi tới quý vị một lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và một lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, phong tục lễ ăn hỏi của người Việt Nam chúng ta là hình ảnh tốt đẹp nhất mừng cho hạnh phúc lứa đôi, là hạt giống đỏ của phúc lộc thọ, cũng là niềm vui của hai họ, hai gia đình chúng ta. Trong ngày như hôm nay, niềm vui đó đã được nhân lên gấp bội vì sự hiện diện và có mặt của quý vị tại đây. Vâng ạ, thật đúng là hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng trong một nhà. Vâng, hôm nay đó là ngày 29 tháng 9 dương lịch, tức ngày 25 tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đó cũng là ngày này tháng tốt, ngày lắm cạo nhiều tiền, ngày từ phía nhà trai đã chuẩn bị đại lễ ăn hỏi, trong đó có xính lễ, xin cưới, dẫn cưới ăn hỏi để cùng ra mắt cũng như báo cáo với các cụ tổ tiên từ phía nhà gái. Và lúc này đó là nghi lễ ăn hỏi đầu tiên, xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện từ phía nhà trai có đôi lời giới thiệu và phát biểu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa tất cả các cụ, ông, các bà, con viên hai họ, tôi hôm nay được thay mặt nhà giai nay có một cái đại lễ ăn hỏi đến để trình tất cả các cụ, ông, các bà, con viên hai họ. Trước hết là có một cơ sở ăn hỏi thì theo thủ tục của địa phương thì chúng tôi ở đâu không đấy thì chưa nắm được, vậy để hai bên gia đình trao nhau cơ sở ăn hỏi thì tôi xin trân trọng giới thiệu bên nhà trai là bà mẹ chồng chứ không phải cô mẹ chồng nhá, đã đứng lên ra nhận cơi giỏ hỏi trao cho bên nhà gái, tức là bà bên gái đấy, từ tôi nhà trai và nhà gái được sự nhất trí của hai cháu, của hai gia đình và hai họ nhà trai và nhà gái. Hôm nay là ngày này thật tốt, họ nhà trai tổ chức xin lễ ăn hỏi của hai cháu. Tôi xin thay mặt đại diện cho họ nhà gái xin chấp nhận cái lễ ăn hỏi của họ nhà trai, và cũng thay mặt ban tổ chức họ nhà gái xin mời toàn thể các cô ông, các cô bà, cô dì chú bác, bạn bè của cô dâu chú rể và của hai họ nhà trai và nhà gái ăn dầu uống nước mừng ngày đại tiệc của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trông năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm. Trong đám đông như người thật thà, anh người
chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của rằng dừa cao ly chúc mơ xưa đã cùng em thấy dàn trâu nghiêng nắng hàng cau xanh già sao. Thưa tất cả các cụ công và bà quan viên bốn họ, để công việc ăn hỏi xin cưới của các cháu cho đến lúc này đã viên thường viên thiền thay mặt họ nhà lai trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ công và bà có mặt tại hôm nay ở đây. Việc thứ nhất, việc thứ hai, chẳng biết nói gì hết đấy. Chúng tôi cũng xin tất cả các câu cô bà một lần nữa là mời 5 giờ chiều ngày hôm nay, tức là ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Dần, đến tại nhà trai chơi cơm chung vui cùng gia đình chúng tôi. Đồng thời 3 giờ chiều ngày mai xin kính mời tất cả các cô, ông, các bà tại nhà văn hóa quê nhà để đưa đón cháu về nhà chồng. Thay mặt anh nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các cụ mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.
mời. Và tiếp theo sẽ được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện nhà gái phát biểu cảm ơn và đáp từ. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, công các bà, cô dì chú bác, bạn bè của cô dâu chú rể về dự buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt nhà gái xin cảm ơn tất cả các cụ, ông các bà, hai họ luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc buổi lễ thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt họ nhà gái lúc này thì tôi xin nói tất cả cùng quân viên bố đội nhà già họ nhà giai chúng tôi xin phép được chiếu lên. Xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ. Xưa đã cùng em tới gian châu, nghiêng nắng hàng cau xanh già rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo ba ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại anh. Cách mặt lòng không phù lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trâu cay hay hỏi buông câu, con chim manh manh ngót câu tình tứ. Một vầng trăng non lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày chờ lâu ta lại tìm. Thế là ở chúng mày làm cái gì này? Dạ bọn em này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay theo yêu cầu của một người bạn rất là đặc biệt, mình xin hát tặng cho tất cả mọi người một bài hát. Bài này cũng khá là lâu rồi, mình nghe vào khoảng năm 1996 hay 1997 gì đấy, nhưng mà cũng rất là quen thuộc với tất cả chúng ta trong đám cưới của người dân Việt Nam. Một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Sơn có tựa đề Lời Tỏ Tình Ông Bướm. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương khô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút, thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây đền đài, gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn, bằng tình yêu say đắm. Không dối gian, không lọc lừa, không đắn đo, không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng, đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thâm tình.
trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tia lá thế chào thua nói gì đố mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tây bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan chân gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Trần gian anh gom vào mây, bao dăm chân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút, thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây đền đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thâm tình. Trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tia lá sẽ chào thua nói gì đố mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tây bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan chân gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Anh cam đoan chân gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Vâng, xin hết. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bia bàn trên hay mình cưới nhau đi em,
cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nhà em. Để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới. Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tí. Qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường. Nhất ba thiên địa, nhị ba cao đường. Phù thầy già phâu, qua sang năm ba má có cháu. Yêu là phải cưới, mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chiều cao anh hơi có hạn, nhưng em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà anh thỉnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ. Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên boy. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Bằng lòng đi em. Thì bằng lòng rồi mà. Bằng lòng theo.
dưới quê anh. Một cù lão xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng em xin thưa má, thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chiều bình yên, tựa nghe câu hát xa đường. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mơ, lắng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ, tiếng đàn chim mang mát buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh. Nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông, nhớ anh buồn muốn khóc. Mình em ca điệu ly hoa cờ. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh. Em bằng lòng mà. Bằng lòng đi em. Dạ thưa em bằng lòng rồi. Bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi dù muôn trùng xa, khúc dân ca bắc cầu đi tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương nhau bắc cầu ta tới. Ngàn trùng xa dù nắng dù gió, nhớ thương nhau. Trùng xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kiếp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Trùng xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày
ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Quê hương yêu dấu, anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng chưa tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lè đơm đơm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về quê hương ta đó. Em theo anh đi về quê hương đậm đà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, em về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng chưa tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lè đơm đơm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió
gió mát trong thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm. Ôi nước mắt hoa thơm đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Bên tre che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cầu thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cầu thơm ngát hương hoa ngợi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cầu thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai.
chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén không? Nè cô Sáu, cũng ly ta rỗng rẽn không? Riêng ly này tôi chúc cháu tầng làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô, xin mời cô bác, ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, tưng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình già. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám, nhìn hoài chi chỉ Sáu, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Năm này tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên một con đường trắng tinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng còn em là trăng là vương, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Xin cho con tàu cùng chung với tiếp sân ga, xin ra trong đời làm thân đương bách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Em là
và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Chí của hai bên các thành sẽ chiếu cho các cháu. Và đây là hôm nay là ngày này, giờ này, giờ tốt. Và thay lòng đời cho kiếm cháu. Xin phép tất cả các ơn các bà cho xin phép cho cây dầu đến để xin dâu chấp nhận cho. Nếu có kiếm cháu có phải nên làm lễ thì để cho kiếm cháu nên làm lễ tiểu đường. Nếu mà các cụ miễn cho thì theo phong tục thì chúng cháu xin phép các cụ là như thế. Nếu nên làm lễ thì hai bà nữa. Sao nợ như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu, ngọn lời là nến dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đất dễ thương, tuổi này vương số lắm con. Mùi cho vườn tròn như anh mai mỗi môi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta
trên sông dài thuyền hoa xanh bao cô nàng. Xin được chào đón sĩ diện của quý vị đang có mặt tại trung tâm lễ cưới nhà gái để tham dự đại lễ phu quy chúc mừng hai bạn trẻ Kim Hiếu và Huyền Trang trong buổi chiều nay. Hôm nay lời đầu tiên Minh Hương tôi xin phép thay mặt ban tổ chức thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể xin gửi đến quý vị một lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, ăn khang thịnh vượng và một lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, hôn nhân đó là một điều tuyệt vời của cuộc sống và cũng là lời hứa cao nhất trong tình yêu khi cả hai cùng nhận ra rằng họ không thể thiếu đi một nửa của mình và sẽ cùng làm cho nhau tốt đẹp hơn. Chính vì thế hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây chỉ một lý do duy nhất, đó là cùng chứng kiến đại lễ phu quy chúc mừng hai bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và lúc này là thời khắc quan trọng nhất trong chúng ta ai cũng mong đợi. Xin mời quý vị hướng sự chú ý của mình về việc sân khấu tình yêu để chào đón diện diện của hai phần chính ngày hôm nay. Trân trọng kính mời sự ra mắt của chú rể Kim Hiếu đẹp trai cùng thánh nhân cô dâu Huyền Trang xinh đẹp lên sân khấu. Xin mời ông Nguyễn Kim Đoan, trưởng đoàn đại diện từ phía nhà trai. Trân trọng kính mời diễn diện của ông Phạm Đình Trứ, trưởng đoàn đại diện từ phía nhà gái lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, phong tục lễ cưới của người Việt Nam chúng ta là hình ảnh tốt đẹp nhất mừng cho hạnh phúc lứa đôi, là hạt giống đỏ của phúc lộc thọ, cũng là niềm vui của hai họ, hai gia đình chúng ta. Trong ngày vui hôm nay, niềm vui đó đã được nhân lên gấp bội vì diện diện và có mặt của quý vị tại đây. Và để cảm ơn cho sự hiện diện này, trân trọng kính mời đại diện hai bên cũng như cô dâu chú rể cùng ra mắt và cúi chào quý khách. Vâng, thật đúng là hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Dạ vâng, rất tuyệt vời, hôm nay đó là ngày 21 tháng 9 dương lịch, tức ngày 26 tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đó cũng là ngày hành tháng tốt, ngày lọc gạo nhiều tiền, ngày ông tơ bản việc đã xe duyên cho cô dâu chú rể được lên vợ thành chồng. Có câu treo dâu nghĩa đậm tình sâu, mà treo dâu nhận rể bắt đầu từ đây. Và lúc này xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện từ phía nhà trai có đôi lời phát biểu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể quý ông, kính thưa quý vị khách quý, hôm nay tôi là người đại diện cho nhà trai nên có một đôi ý kiến. Cho nên được sự đồng ý của ủy ban nhân xã, được sự nhất trí của hai bên gia đình đã chọn được ngày này tháng tốt lo việc trăm năm cho hai cháu, thì thay mặt nhà trai tôi liền trước hết đã cảm ơn tất cả các cụ công cụ bà đã có mặt hiện diện tại hội trường hôm nay, và cũng là đại diện gia đình thì cũng thay mặt cho bên nhà trai giờ này tháng tốt đã đến, hôm nay chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở đây để xin tất cả các cụ công ông bà bên nhà gái cho phép chúng tôi được đón cháu về nhà trai. Để không biết có gì nữa thì trước hết xin cảm ơn tất cả các cụ, sau đó chúc sức khỏe toàn bộ các cụ công ông bà có mặt ở đây mạnh khỏe và hạnh phúc. Dạ vâng ạ, trên cả tuyệt vời, ông trưởng đoàn đại diện nhà trai phát biểu rất tình cảm, ý nghĩa và sâu sắc ạ. Chúng ta dành một tràng pháo thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng ạ, ông trưởng đoàn đại diện nhà trai còn phát biểu ở dưới không nghe rõ ạ. Vâng ạ, cảm xúc của ông là hoàng quy ạ. Ông bảo là chú rể Kim Hiếu nhà tôi hiền lành, ngoan, đẹp trai mà vẫn còn nguyên một trường hợp này. Dạ vâng, và tiếp theo trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện nhà gái cũng có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các cụ, ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, bạn bè của cô dâu chú rể của hai họ nhà trai và nhà gái, được sự nhất trí của hai cháu và của hai gia đình, của hai chính quyền địa phương nhà trai và nhà gái, hôm nay là ngày này nhắn tốt hai họ nhà trai nhà gái tổ chức buổi đại lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt họ nhà gái là xin giao dâu. Và nhà trai đã có cái lễ vào trong gia đình, chúng tôi đã làm thủ tục và mời cô dâu chú rể lên làm lễ gia tiên. Và tôi thay mặt họ nhà gái là xin giao cháu Trang là về làm dâu các cụ công các bà họ nhà trai. Và một lần nữa thay mặt các cụ công các bà họ nhà gái xin mời toàn thể
các cụ, công các bà, hai họ, nhà trai, nhà gái ăn dầu một bước và mừng buổi đại lễ thành hôn của hai cháu hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng ạ, ông trưởng đoàn đại diện nhà gái phát biểu rất tình cảm, ý nghĩa và ngọt ngào ạ. Trong đó có sự cảm ơn, sự dặn dò, sự chúc phúc tốt đẹp nhất tới hai họ, hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể luôn trẻ khỏe, biển đông hạnh phúc và vững chắc ạ. Chúng ta một nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ạ. Vâng ạ, nhà trai ngay đã có dâu, nhà gái có rể thì còn đâu gì bằng. Trong lòng phấn khởi hôm nay, hạnh phúc hai bạn, hai nhà dựng xây ạ. Và lúc này cháu trân trọng kính mời hai ông đại diện hai bên, vừa đẹp não, vừa đẹp trai, phát biểu rất sướng ạ, đúng không ạ? Bắt tay ra sân sân khấu, bắt tay ghi lại lên phút lịch sử này ạ. Bắt tay, đúng rồi ạ. Và ông này trao cho cái ôm, hai ông trao cái ôm ạ. Đấy, quý vị có thấy không ạ? Chỉ có những người đang công tác ở Bộ Ngoại giao gấp chung thành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp đôi thứ hai ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vẫn ở dưới bảng anh em chia thì thấy được cặp đôi thứ hai theo trong ngày hôm đúng không ạ? Vâng ạ, quý vị đồng ý dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi, quý vị xin kính chào. Vâng ạ, xin mời bà, chúc bà có món quà. Vâng, bà hôm nay rất nhiều cảm xúc để chia sẻ niềm vui phúc để hai người cháu của mình. Chân an trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là ông bà là biển cả bao la, ông bà là câu hát chan hòa tình thương. Mà khi con đất cảng biển đông, con mình không có món quà nhỏ để cùng chia sẻ niềm vui phúc ạ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn để cảm ơn hai bà. Xin được chân thành cảm ơn. Vâng, cũng nhất tới hai người cháu của mình xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Trân trọng kính mời bà ngoại của cô dâu. Kính thưa quý vị thân mến, bà rất tuyệt vời. Bà nội, bà ngoại cũng như bà trẻ cô dâu đã thống nhất là mỗi người cho một thứ rất tuyệt vời. À, lúc này thì phía bà ngoại cô dâu đã có những lời chúc sẵn để chúc mừng với hai người cháu của mình ạ. Ba bà nói với nhau thế này ạ. Hôm nay ngày vui của hai cháu, ba bà nhiều thì cũng không có nhiều, mà ít thì cũng không có ít ạ. Có mỗi hai con nhà con, cả một con trong tầng. Quán họ người ơi tương tư mà chìm sao. Và lúc này người mẹ của cô dâu đã trao cho con chữ phòng rất tuyệt vời. Và người bố cô dâu cũng chuẩn bị để thiêng liêng để chăm sóc con của mình. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đúc cho con một ngày nên nghĩa trầu cao, chúc cho đôi lứa bên nhau suốt đời. Và lúc này người bố người mẹ của cô dâu đã dành nhỏ món quà nhỏ để cùng chia sẻ niềm vui hạnh phúc tới hai người con của mình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, trong mỗi con người chúng ta, hình ảnh của những người cha, những người mẹ, họ đã có công sinh thành, công dưỡng dục to lớn như chờ nào chứng kiến ngày hạnh phúc nhất tới hai người con của mình. Và lúc này bố của cô dâu đang trao cho con trẻ của mình chiếc nhẫn xinh xắn, cũng như mẹ của cô dâu trao cho con gái chiếc vòng. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng họ rất tuyệt vời. Và lúc này xin mời người bố và người con rể trao cho cái ôm này, một tràng pháo tay đi ạ. Họ xin đáng được nhận một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng từ quý vị ạ, rất tuyệt vời. Người cháu của mình cũng như cô dâu chú rể ạ. Vâng, và chưa lúc này tôi cầu đó là người chú người tính của cô dâu đúng không ạ, có món quà nhỏ để chúc mừng tới hai người cháu của mình ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng người chú người tính của cô dâu ạ. Vâng, tôi này rất trẻ mới cưới ạ. Vâng, chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin được chân thành cảm ơn người chú người tính của cô dâu ạ. Vâng, và tiếp theo ạ, trân trọng kính mời các ông các bà các của cô dâu tiếp tục món quà nhỏ để chia sẻ niềm vui hạnh phúc tới hai người em của mình ạ. Trân trọng kính mời. Quay người đây chị ơi, quay người đây. Kính thưa quý vị thân mến, hôn nhân là đỉnh cao nhất của kết quả tình yêu và cũng là quy luật sinh tồn của xã hội loài người chúng ta. Hôm nay đây tại đại lễ hồng gia đình nhà gái là niềm vui, niềm hạnh phúc từ phía hai bên gia đình và cô dâu chú rể cũng đã tràn ngập bởi những ánh mắt, những nụ cười, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của quý vị đã dành cho hai bên gia đình và cô dâu chú rể. Tiếp theo ạ, trân trọng kính mời ạ. Lúc này tiếp mời ạ.
Vâng, và lúc này đó là những người bác của cô dâu rất tuyệt vời, rất xinh, có món quà nhỏ để chia sẻ niềm vui thúc với hai người cháu của mình ạ. Chúng ta chuẩn bị nhiều món quà nhỏ để chung vui chúc mừng tới cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể sự chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúng ta dành một tràng pháo rất lớn nữa để cảm ơn những người bác của phía cô dâu ạ, rất tuyệt vời. Vâng, xin mời ạ, và xin mời những người bác cô dâu lắng lại để chụp ảnh cũng như ghi lại những lịch sử này ạ. Trân trọng kính mời và cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, những người bác bên ngoại thì với cô dâu ạ, họ có người ở trong Việt Nam, có người ở Sơn Tây, Ba Vì, nhưng nhận lời mời từ phía gia đình, họ đã về đây chúc mừng và có món quà nhỏ để cùng chia sẻ niềm vui phúc ạ. Chúng ta dành một tràng pháo rất lớn nữa để cảm ơn họ được không ạ? Chúng ta cảm ơn rất nhiều. Vâng, và tiếp theo ạ, trân trọng kính mời các ông, các bà, các bác, các cô, chú, chính cậu mơ. Thiệt không? Ồ, thiệt mà, con gái người ta nói vậy rồi còn bắt người ta nói lại nữa hả? Dễ lắm, bây giờ muốn anh tin á, quỳ xuống cầu hôn anh đi. Ôi trời đất ơi, trời ơi, làm cái chuyện gì trái trời trái đất vậy? Ủa, đâu có gì đâu trái, cái này mà mình làm chuyện hơi ngược đời tí xíu thôi mà. Ngược đời mà anh cũng chấp nhận được nữa hả? Thì làm vậy nó mới lạ. Lạ cái gì, lạ vậy anh về chơi với dế luôn đi. Bây giờ cầu hôn tôi không? Bây giờ cầu hôn tôi không? Không thì tôi cầu hôn. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh rể quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ, tơ xe duyên lòng mang thắm đời hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên tiếng Nga, ôi câu đẹp thay tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyến đắng cay, em thấy lòng yêu mến anh thêm đó. Em đã mong chờ anh tới, xin cưới vào mùa xuân, cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng. Dọi vào đời cho ta tình cầu thương yêu. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai.
của người tranh chuyên tứ sinh của người ấy đã đưa sức cô sư ủy trăng để ngày hôm nay thay vào con nào vọng thì cô sư là người con của trong đình thế của mình của ngày khác là cô sư ủy trăng ở chủ đề kim yếu trước khi để với ý thức của mình sau đây xin được trân trọng mời hai bác triệu đoàn hai trưởng phòng vị trí trung tâm của hai vị đồng hồ với các ngôn để đến với ý thức phát biểu trao sâu như thế này xin được trân trọng mời kính mời hai bác rượu cũng lỗ tiền trống nhà vàng nền ăn mừng quê hương năm trăm con gà trống kính thưa toàn thể các cụ các ông các cụ bà thì toàn thể cô dì chú bác bạn bè của cô dâu chú rể được sự nhất trí của hai gia đình và của hai chính quyền địa phương của nhà trai và nhà gái hôm nay là ngày này nhằm tốt hai họ nhà trai và nhà gái tổ chức buổi đại lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt của nhà gái hôm nay là buổi lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt của nhà gái có cái lễ đến để xin phép các cụ và các bà của nhà trai để giao dâu cháu về, tức là cháu làm dâu các cụ các ông các bà và làm con dâu của ông bà Toàn. Và từ nay giờ tất cả trở đi họ nhà gái cũng công nhận là cháu hiếu là cháu rể của các cụ của các bà của nhà gái và là con cháu con dâu và con rể của ông bà Khang của nhà gái. Thì hôm nay tôi cũng thay mặt họ nhà gái là có cái lễ giao dâu và xin nhận mời đại diện họ nhà gái nhà trai đến chấp nhận. Và cuối cùng trước khi nhiều lời xin cảm ơn tất cả các cụ, các bà, họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái rất chu đáo và thân thiện. Và cuối cùng xin chúc tất cả các cụ, các bà luôn luôn mạnh khỏe. Chúc buổi đại lễ thành hôn của hai cháu hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người rồi. Vâng, xin kính thưa các hôn, kính thưa các cụ, các bà đã theo mặt tại buổi lễ thành hôn của các cháu hôm nay. Tôi thay mặt họ nhà trai trước hết xin nhận lễ vật của họ nhà trai đã chào mở từ lúc bắt đầu từ giờ phút này là gia đình chúng tôi đã có một người cháu dâu là con dâu của ông bà Toàn Sĩ. Tất cả sự việc dạy dỗ của lúc này của ông bà Toàn Sĩ là nhất hoàn thành hoàn toàn cái nhiệm vụ của hai ông bà. Thế cũng thay mặt họ nhà trai tôi không biết nói gì hết, chứ hết là xin cảm ơn tất cả các bà có mặt tại hôm nay mạnh khỏe hạnh phúc chúc sức khỏe của toàn bộ các bà xin chân thành cảm ơn kính thưa quý vị. Từng bừng phao nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên nhất trai làng anh công tử chiều chơi những gái quê em tươi mát trên đời nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm thì đâu xa khiên tôn hào danh già năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi anh những hành tinh còn em những trần đời sao những lời phát biểu của các bác trưởng đoàn của hai bên gia đình hai con được về chung một nhà không thể thiếu được đó là những người sinh thành và kể từ ngày hôm nay trở đi chú rể Kim Hiếu sẽ tập hứa với trái tim của mình hứa với ba mẹ của cô dâu yêu cô dâu thương cô dâu như ba mẹ đã từng yêu thương cô dâu Huyền Trang và chú rể sẽ là người bảo vệ và che chở cho cô dâu chính vì vậy mà trên đường đó là hai nhân vật chính tình yêu thì bao giờ cũng từng ánh mắt và hành động. Và quý vị có muốn thấy hành động của chú rể Kim Hiếu ở trên đất đường không ạ? Đúng không? Xin mời chú rể Kim Hiếu, cô dâu Huyền Trang hãy quay mặt vào nhau, xin mời. Đây là một khoảnh khắc dấu ấn. Ở Việt Nam của chúng ta, mỗi một năm mới đến
thì thưa thượng tướng là dấu ấn năm 2022 đón chào năm 2023, nhưng mà dấu ấn của tình yêu đó là dấu ấn của hạnh phúc, dấu ấn của cô dâu chú rể ngày 26 tháng 8 năm 2022. Bàn tay của chú rể Kim Hiếu đặt vào chiếc eo của cô dâu Huyền Trang, xin mời. Và bờ vai đó là nơi cô dâu đặt bàn tay của mình, xin mời. Quý vị thân mến, nơi tình yêu bắt đầu và ánh mắt hành động của cô dâu chú rể đó là một câu chuyện đẹp để gợi mở đến với quý vị. Hai bạn bình tĩnh tự tin, đây là giây phút khó quên trong đời. Với bạn hít thở thật sâu, chuẩn bị, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Quý vị thân mến, và những nụ hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể được kết nối với nhau trong khóe môi của hạnh phúc và tình yêu. Tất tật không có điểm xuất phát và không có điểm dừng. Kính thưa, tôi để quý vị chặt hai trái tim để che chở và bảo vệ cặp đến cưới, được gọi là chiếc chìa khóa vĩnh cửu. Chú rể Kim Hiếu hãy khóa vào ngón áp út của cô dâu Huyền Trang, và xin mời Huyền Trang hãy lấy chiếc nhẫn để khóa vào ngón áp út của chú rể Kim Hiếu. Nhất hãy kêu nhất, cuộc sống sẽ được trọn vẹn và viên mãn. Trong hạnh phúc, trong tình yêu, trong sự nghiệp cần một chiếc nhẫn. Chính vậy con người của chúng ta trao cho nhau trong ngày trọng đại đó là nhất. Và xin mời cô dâu chú rể hãy đặt sát hai bàn tay lại với nhau, xin mời. Quý vị ạ, hãy dành một tràng tay nữa. Vâng, đặt sát. Khi sinh con ra thì ai cũng mong con khôn lớn và trưởng thành. Ngày hôm nay cô con sâu của mẹ quay trở về với mẹ, và em và mẹ biết tiếp truyền thống của trong gia đình. Vì tất cả những người phụ nữ họ sinh ra trong một gia đình này quay trở về với gia đình thứ hai, thì tất cả những người đàn ông chúng ta hãy dành cho những người phụ nữ những điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất, không nằm ngoài trong quy luật em sinh của Quang cũng có vợ. Chính vì vậy mà chúng ta hãy yêu thương những người phụ nữ, và một ngày nào đó em sinh cũng có con gái sẽ phải rời tay con gái của mình ra để trao cho người tin tưởng nhất. Thì ngày hôm nay ba mẹ sinh thành ra cô dâu Huyền Trang đã sẵn sàng rời tay con gái của mình ra để trao cho người ông tin tưởng nhất trên thế gian này, đó là chú rể Kim Hiếu. Và một vòng tay rộng lớn của người mẹ thứ hai sẽ ôm chặt cô con dâu của mình vào để hơi ấm nó. Và quý vị hãy nở một tràng ra xin để chúc mừng ạ. Một vòng tay ấm áp của mẹ dành tặng cho cô con dâu. Và chàng trai của ba ngày nào bây giờ là con lớn trưởng thành, đã có mái ấm riêng của mình. Một vòng tay của người cha hãy ôm chặt chú rể Kim Hiếu. Xin mời chú rể Kim Hiếu ạ. Quý vị hãy nở thêm một tràng tay nữa để chúc mừng. Món quà của mẹ dành tặng cho cô con dâu, người sẽ cùng mẹ viết những truyền thống của trong gia đình. Và em sẽ được nhanh chóng mẹ là người sinh xuất để hòa nhập với trong gia đình. Một bàn tay sập lớn không thể chịu được đặt ở trái tim gia đình. Ăn hái chứ bên gái kém gì đâu, ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy. Đây là những món quà của trong gia đình, lộc phúc, lộc tài, lộc thọ các cụ đã trao cho các con, và gia vốn đó là ba mẹ và anh chị trong gia đình. Kính thưa quý vị, văn hóa của người Bắc Nam và giờ phút này khi các con được về chung một nhà, các cụ, các ông bà gia vốn để hai con của chúng ta sẽ có một chút vốn ở trong đó, hạnh phúc như được nhân đôi, cũng như là đôi gả con để sinh sôi và nảy nở. Quý vị hãy dành một tràng tay ạ. Xin cảm ơn tới dành. Quý vị thân mến, cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Con ơi,
Một mình ngồi khóc, let me cry, 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 cry. Than khóc cho ai vội quên, ngày nào sánh vai trên một con đường, giờ phải chia ly người ơi. Let me cry, 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 cry cho những con tim. Trên đường quê cô dâu đội mã hồng về nhà chồng tung bay xác pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thắm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu nhịp cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh đan trên con đường nan đồ chán chan gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng. Tung bay xác pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhật bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thắm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu nhịp cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh tang trên con đường nang đồ tráng trang gió miên man theo từng bước chân em xin Quang lại còn dành một khoảng thời gian nữa và em sẽ có nói một câu ở phần đầu chương trình MC cũng có con gái và người cha kia cũng có con gái siêu của mình. Một ngày nào đó, không nằm ngoài trong quy luật, tôi sẽ sẵn sàng rời tay con gái của tôi ra để trao cho người tôi tin tưởng nhất. Thì chính người cha của cô dâu ngày hôm nay, ông đã nuôi cô dâu từ lúc mới tọt lòng. Và vòng tay ấm áp đó su để con khôn lớn trở thành ngày nay. Con đã trở thành một khôn lớn, đã tìm về một nửa yêu thương của mình. Và chẳng xảy đó, ông đã lựa chọn sẽ là người thay mặt cho ông và bà cũng gia đình của họ nhà gái. Hãy bảo vệ yêu thương cô con gái của trong gia đình như gia đình đã từng yêu thương cô con gái của mình. Khi vòng tay đó rộng lớn bao la được ôm chặt người con của mình thì ngày hôm nay sẽ tái hiện ở trên nến đường không ai khác. Sau đây xin mời cô dâu Huyền Trang hãy ôm chặt người cha của mình vào để hơi ấm đó mãi mãi được sưởi ấm trong trái tim của mình. Xin mời. Và một vòng tay không thể thiếu được để cảm ơn tới người cha sinh thành ra cô dâu. Sau đây xin mời chú rể Kim Hiếu hãy tiến dần tới người cha thứ hai của mình vào để ôm chặt người cha của mình vào như một lời cảm ơn. Quý vị hãy nổ một tràng tay xin được chúc mừng hạnh phúc. Và việc làm tiếp theo sau đây xin mời chú rể hãy nâng từng ly rượu lên để cảm ơn người cha thứ hai và bác trưởng đoàn họ nhà gái. Xin mời. What are you waiting for? Sau đó xin mời cô dâu Huyền Trang em hãy dâng ly rượu lên cảm ơn tới ba toàn và bác trưởng đoàn. Xin mời. Đây là xe rượu hai con kinh hiếu chiên tới người thân và hai chiếc ly còn lại chuẩn bị đó là hai chiếc ly của vị trí trung tâm. Cô dâu chú rể sẽ quay vào vị trí trung tâm
Xin chào quý vị, ở hai đầu cầu kết nối tình thông xa, không ai khác, đó là sinh diện của hai bên gia đình. Và quý vị, chúng ta chuẩn bị cùng đồng thanh chúc mừng hạnh phúc cho MC Hồ Quang, xin được kéo lại khoảng thời gian đếm ngược. Một, chúc mừng hạnh phúc, mời hai bên gia đình cùng cùng ly để kết nối tình thông xa. Xin mời. Kính thưa quý vị, ly rượu kính yếu và chân người. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui. Cho với MC Quang xin hỏi, bạn tên là gì? Có mối quan hệ như thế nào đến cô dâu rể? Là người anh, là người em, người bạn, là người đồng nghiệp hay là người thân của trong gia đình? Sau đó một câu hỏi dành cho các bạn nữ, đó là gì? Có người yêu chưa? Nghe rõ câu hỏi chưa nhỉ? Chắc quá đúng rồi. Xin mời. Em tên là Tú ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. À, em tên là Tú ạ. Em là đồng nghiệp của anh Hiếu và bạn Trang ạ. Em nghĩ còn chơi khó là gì đấy vợ. Quý vị thân mến, vậy là một cánh cửa nữa sẽ được mở rộng ra, giống như là chú rể Kim Hiếu. Xin được chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và là những người bạn tốt trong cuộc sống của cô dâu và chú rể. Giờ xin mời bạn sẽ quay trở về bàn tiệc trà để nghe những lời cảm ơn của hai bên gia đình. Kính thưa các cụ, ông bà, ngày hôm nay chúng ta đến với hai điểm đầu cầu, buổi lễ vô quy và buổi lễ thành hôn. Trước khi chia tay nhau, hẹn gặp ngày tái ngộ. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị hãy lắng nghe lời cảm ơn của bác. Kính thưa toàn thể các cụ, công các bà, hai họ, nhà trai và nhà gái. Hôm nay là buổi đại lễ thành hôn của hai gia đình và của hai cháu. Đến lúc này tôi xin thay mặt họ nhà gái đã đưa cháu Trang về làm dâu các cụ, công các bà bên họ nhà trai. Và lúc này cũng đã đến giờ, tôi cũng thay mặt họ nhà gái và xin phép các cụ, công các bà là tiếp tục trở về, tiếp tục gánh vác nốt công việc của gia đình ở họ nhà gái. Và trước khi nhường lời, một lần nữa tôi xin thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn tất cả các cụ, công các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của chú rể, của nhà trai đã tiếp đón họ nhà gái rất chu đáo và nhiệt tình. Cuối cùng một lần nữa xin thay mặt họ nhà gái xin chúc sức khỏe tất cả các cụ, công các bà luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc buổi đại lễ thành hôn hôm nay của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, và những lời cảm ơn của bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái. Sau đó sẽ di chuyển về tư gia của mình với những công việc thiêng liêng. Và trước khi về với tư gia của mình, sau đây xin được trân trọng và kính mời bác trưởng đoàn của nhà trai cũng có đôi lời cảm ơn tới hai họ bọn bên bên. Và đặc biệt đó là cảm ơn tới gia đình của nhà gái đã nuôi dưỡng và để cô dâu Huyền Trang về với gia đình của ông Nguyễn Kim Toàn. Xin được trân trọng và kính mời bác. Vâng, xin kính thưa tất cả các cụ, các cô bà, quan viên hai họ. Đến lúc này, buổi lễ thành hôn của hai cháu đã hoàn thành. Tôi được thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bà, họ nhà gái và kể cả hai họ nhà trai. Chúc các cụ mạnh khỏe, hạnh phúc và xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời hai bác hãy bắt tay nhau để kết nối tình thông gia. Và xin mời hai người cha hãy bắt tay nhau để tình thông gia được bền chặt. Hai con là điểm mấu chốt. Và quý vị hãy nổ thêm một tràng tay nữa để chúc mừng hạnh phúc. Kính thưa quý vị, những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Thực Cưới Thành Tiền xin cảm ơn tới gia đình, cảm ơn tới quý vị đã hướng tầm nhìn của mình lên trên đến đường để chứng kiến đại lễ thành hôn. Sau đây xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình hãy cùng